đều tới đây hết. Lúc trước ông lụm da chai, ông treo lủng lẳng luôn. Dạo này thấy cực quá, ta kêu ông đừng có lụm nữa mà ông vẫn lụm á. Ông treo lụm da chai để ông lấy tiền nuôi mấy chó nè. Hoàn cảnh chú ông cũng khổ, ông đâu có nhà cửa gì đâu. Ông ngủ ngủ bờ ngủ bụi ngoài vậy thôi à, chứ sao giờ. Có mấy con từ từ thấy ta bỏ ông lụm, cũng nhiều người thương cũng ủng hộ ông, cũng sống được qua ngày. Con này đen, này vít là vàng, trắng, rồi con lưu, vàng. Chú lụm coi, chú mua có, chú người ta coi chó, có rồi chó nó lại coi có. Đó, con nó nuôi lâu lắm mẹ, con đang là chú nuôi mẹ nó luôn đó. Nửa bên nó hôm nó chạy quậy sữa cho bú á. Bú sữa mẹ cho bú, mình cho nó bú với con rồi mình đó. Cho mấy người mà bình thường á, đem lại chó mà bị xe cán á, bị gì á, thằng ta ông đem lại ông nuôi, ông giúp hết là chứ không có gì hết đó. Ông cũng tốt lắm chứ bảo thiệt. Coi như cái này chiếc xe này á, là như cái nhà của chú vậy. Mình đâu đi giờ đó. Nuôi chú cũng có khi còn chưa đủ thì làm sao mà đủ nuôi bọn này? Bà nói chung là người ta thì á, rồi cho cơm nước rồi cho ăn, lấy cần cho được cho ăn. Chú ăn gì? Chú ăn con cơm thịt. Ngày chú ăn con cỡ à? Ông cũng thương mấy con chó này giống như con ổng, ổng cũng mua đồ ăn rồi nhiều khi ông có tiền mua thịt bò, mua thịt gà để cho ăn, cũng chăm sóc đàng hoàng. Còn chó ông thương chó lắm, nấu đồ ăn đàng hoàng ngon nha, chứ phải là lụm tầm bậy bậy xưa gì không. Bữa thấy ông nấu nồi canh cũng ngon lắm nha, cho chó ăn nha. Bữa vừa qua bệnh thấy á, trời sao chó ăn ngon lành quá vậy. Thế chúng nào có thương chú không? Trời chứ. Thương như thế nào? Hùng, chứ nó hùng hết á, mình em vui vậy, như con vậy á. Mình chỉ có thương yêu súc vật á, mình mới chăm sóc được nó, mà mình mới nuôi nó được vậy thôi. Trời đất ơi, ôm nào bây giờ bỏ con thú cuốn á. Thế chú sang là đi đâu hả? Mua chút mà chú đi ra bà Phạm ơi quận nhất nè. Chú bệnh nào vậy á, bà chạy nước á, không cái nào mua hết á. Còn nó bệnh nào cái nào cũng phải cái mua chú hết. Thế thì không có chạy mớm chạy tay cũng chết nó. Chú giống con mình à, giờ có nói giỡn nghe rất là vui. Đâu chó nó lại trung thành, mình dẫn quýnh gái cả đây. Mình đi đâu về nó cũng có nó mừng. Nói chung thì chú vậy. Mọi sự thương chú nó vậy.